Ok, hello, xin chào tất cả các em đã trở lại với kênh Di Khải Gaming nha. Di Khải chúc em xem video vui vẻ lắm ơi. Video này thì Khải vừa mua cái đàn lưng. Mua cái đàn lưng này 4 kim, mua cái đàn lưng kháng lôi sinh lực cao này 4 kim. Lại giờ trong video này thì Khải thì giờ Khải mua thêm một cái bao tay nè, một tay chón 40 với lại kháng hỏa. Mua bao tay này 3 kim 2. Đó, nói chung này ở video này đầu tư hai món để thay vào sức đồ nè. Sức đồ thì có những món thì nó chưa được pin cho lắm, kháng thì thấp quá. Hôm nay thì ở bao tay này thì Khải lá hiệu ứng chón nhiều hơn nè, hiệu ứng chón nhiều hơn. Đây này Khải sẽ lá hiệu ứng chón. Đó, đây lưng này đừng lấy thằng lôi. Rồi, đây lưng này thằng lôi Khải mua 4 kim này, đây Khải mua 3 kim 2. Làm video cho anh em xem. Nói chung là lần này tăng trang những sức đồ mới nè. Nói chung là set đồ vẫn như cũ thôi, nhưng mà điều là những cái kháng hoặc là cái gì đó nó cao hơn một tí thì Khải sắm thêm cho nó một tí nữa. Đó, hiện tại bây giờ Khải sắm được 3 món này, như anh em thấy nè. Giày này. Giày này thì Khải sẽ thay vào giày cũ này. Đó. Giày cũ này thì sinh lực hơi thấp, sinh lực 199 thôi. Anh em đôi giày này thì sinh lực 137 à, 137 chứ. Đó, đầu tiên là đôi giày. Tiếp theo đó là đai lưng. Lưng này thì tuy rằng được kháng sinh lực khá là cao nhưng mà lượng kháng nó khá là thấp, là Khải cũng đã trải nghiệm rồi thì nó cũng khá là ok. Nhưng mà ở lần này thì Khải muốn trải nghiệm với cái hướng là kháng đẹp, kháng cao lên nhưng mà sinh lực giảm đi vài chục cũng được nè. Đó, kháng này đó thì thay cái đai lưng 27 này vào. Rồi ở bên cái là bao tay này cũng vậy, bao tay này thì nó cũng tương đối, hai cái nó tương đối như nhau, mà được cái là bên kia bao tay mới mua thì bao tay này thì Khải mua kim hơn thôi thì nó được cái kháng cao nhưng mà lượng chó nó không được pin nên sinh lực nỗ lực. Chung vỏ đan thì tính cái sinh lực thôi, cái nỗ lực bỏ đi. Ở server này thì nó thẳng anh em luôn, cái vỏ đan tính sinh lực nha, không tính nỗ lực ở đồ trang bị nha, tại vì trang bị đồ mang vào nó không kích được như nào, nó không tăng mana nha, nên là chỉ tính vào dòng sinh lực thôi. Ở bao tay này thì sinh lực 31, kháng hỏa 19, 30. Ở bao tay này thì sinh lực 14 thôi, được cái là nó mất pin về cái dòng chó nè, được dòng chó đó. Thì đường bao tay này 15-40 đó, đẹp không? Thì nó sẽ nhìn hơn cái độ hiệu ứng đó. Rồi, hiện tại trước mắt thì mua được 3 món này nè em ơi. Sau này mà có mua được món nào nữa thì Khải sẽ mua tiếp tục và làm video cho anh em xem. Và Khải sẽ lên đảo một lần gần đây nữa cho anh em xem nha anh em. Đó, gần sớm nhất cho anh em xem. Tạo giờ sắm được 3 món có thể là đẹp hơn một chút. Tiền thì nó cao hơn một tí nè, tiền thì những món mới thì nó sẽ cao hơn một tí, nó không có rẻ nha anh em, tại vì nó hàng đẹp, mắt khá mắt đồ thì nó sẽ cao, không có rẻ nha. Ok, anh em xem video thì đừng quên ủng hộ Khải một like, một chia sẻ video nha anh em ơi. Ok, bạn hẹn anh em vào mỗi buổi tối hàng ngày vào lúc 19 giờ ngày nha anh em ơi, là 7 giờ tối hàng ngày nha. Ok, bye mọi người.